rồi à, rồi có những tiếng xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu câu của em nha quý anh em thì hôm nay mới thì tất cả quý anh em hai mươi mấy cái mã cần anh em ạ à. Thì đây nó có từ đây trở đây qua anh em từ đây nè trở qua là phíp nha và từ đây trở qua là cấp bon nha anh em đó giá em bán cho anh em đây anh em mua một mã là phí cước 30 còn hai mã em free ship cho anh em luôn nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền đó anh em mua thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0567 566 766 hoặc là tám 889 nha anh em rồi em biết thì anh em cái cần đầu tiên một cây cần Aikada em mà cây này là Aikada mà bữa em bán cho anh kia nó cây cần này cần ly anh em nào nhìn giống này giống cần ly luôn em ly nào mà khoan nó nhiều dày dặn dày đặc vậy mà nó 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 nó, nó mỏng vậy ừ. dài một mét ba nha anh em hãng anh ta tắt cồn ngọn sợi tinh lóng là carbon nha lóng cán là carbon dài mét ba thôi ba g fs 6 nha khoan Guzi mấy con trên đây là khoan khoan dây này là chắc rồi à. Akada này nó có khoan dây thôi cần rất đẹp anh em cây này bữa bán bốn trăm rưỡi giờ bị bơm về thì bán cho em ba trăm rưỡi thôi cây này bữa mấy anh hỏi luôn mà cái cây này em muốn hiểu sao mà ông anh đó nó cần 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 ly nữa em cũng chả hiểu rồi cái này mã cho em mã 55 nha nặng 79g ngọn 0.8 ly góc 49 55 giá 350 tới 56 là cần rút nè khoan bát Fuji chất liệu phép anh em bác Fuji bát 7 nha cây này hãng ruby dài 3m3 thôi khoan Fuji bác Fuji độ cứng 25 3,3 m cần nói chung là cũng khá ok á có nè dơ thôi ừ, cứng 25 3m3 nha cái này mãi của em 56 nè nặng 303g ngọn 28 ly 8 góc 21,4 56 giá 300 đây 57 nè 57 này cần súp nè này. này dính dơ dính đây dính keo ra Chủi ra Cái này poly vậy nè Dài 4m2 nha anh em Đó dài 4m2 Khoan bát thẳng nha Khoan bát thẳng không phải Fuji nha Chất liệu phiếp Chất liệu phiếp nè Cần đẹp nha Mới <laughs> mấy cây đẹp lắm mới chát à Ở cái này mã cho anh em 57 nha nặng 623 gam gọn 42 góc 32 57 giá 300 57 là bán cho anh em 300 000 nha cái 58 58 cái này chỗ này là cái cái, cao su thôi anh em thích thì đã không thích thì cắt bật cắt bỏ nha nè nha anh em. thích để thích cắt bỏ nha nè. rồi bác này bác F7 nè Fuji F7 hãng Olympic dài 39 rồi khoan bát Fuji khoan bát Fuji nha chất liệu phép Hả? mới nè cái này khá là mới cái này mãi cho em là 58 nha nặng 495g ngọn 2 ly 3 góc 28 58 với 300 rưỡi nha 58 bán cho em 350 ngàn <laughs> tới 59 nè một cây cần rút đóng đóng dài nè chất liệu phép bát Fuji với 6 nha dài 3 mét thôi cái này khoan Fuji bát Fuji dài 3 m ngọn thì nói chung hơi dơ này thì nói chung chắc chùi không ra nó dính nó dính vô sơn luôn đầu cứng 20 thôi đầu cứng 20 3 mét cây này nói chung là còn đẹp khoảng 75 trăm 70 75 trăm Rồi cái này mã cho anh em 59 nha nặng 195g ngọn 2 đi 8 góc 19 59 giá 280 nè 59 giá 280 nha Tên mạng số 60 nè Cây cần hãng đai qua nè ừ, Một cây cần đai qua nha Bát Fuji 7 Cây này dài đâu cứng 25 và 3 mét thôi Made in Korea Quả hình có chày nè Cái này phải chạy nên này cái, cái, sơn vậy á này chùi nó ra nha cái này lấy aceton chùi bóng tay chùi là mấy cái dấu màu trắng trắng này nó ra hết nè ừ. khoan đây Pan Fuji. Độ cứng 25, 3 m. và hình đẹp nha. Hoa hình đẹp cứng 25 3 m. Này dính keo ra Và cái này mã số 60 nha. Nặng 254 g ngọn 2,4 góc 18 9 nè. 60 giá 300. 60 giá 300 nha. 61 61 này là cái cây này bass Fuji S7. À, fkv F7 anh em, nó vẫn là hàng tiền thân của Fuji anh em ạ. đây có đóng chữ Fuji luôn nè. Thấy chưa? Cây này à... cái này dài không thấy dài để ta để mấy chữ này không à biết dài nhiêu chạy khoan Fuji bát Fuji đây đem coi Cây này dài chắc kệ, nghĩ nó làm uh, 2 4 thôi nè Cây này 2 4 thôi Đầu cứng cái này tương đương là cũng uh, 50 52m4 vậy nè Cây cứng 52m4 Cây này mã số 61 nè Nặng 289g, ngọn 2 ly tư, 21.6 61 giá 300 61 giá 300 cái 62 nè Cây này đai hoa nha Đầu cứng 25 và 3m3 thôi, Và hình chày nhiều. Chày nhiều nha. Bass Fuji b 7. Khoan Fuji Bass Fuji. Nói chung cây này nói chung là cái ngọn cái gốc nó hơi cũ một tí nhưng mà hai lắm cuối nó cũng ok anh em. Cây còn đạt khoảng 7 65 70 trăm Cần nguyên bản nha, chưa hư. Chưa gãy, chưa sửa chữa nhưng hơi cũ thôi. Cây này mã số 62 nè nặng 340 g ngọn 2 ly 6 góc 24 nè 62 giá 280 giảm còn 250 thôi cây này nếu mà đẹp đẹp tí giá khoảng 300 nhưng mà nó hơi cũ bán anh em 250 thôi rồi tới cây này mã số 63 nha anh em 63 Bát cu dê 7 nha cây này đầu cứng 25 và 4 mét rưỡi nè cứng 25 và 4,5 mét rưỡi nha khoan bu Bát bá nè cần nói chung khá là đẹp đó. mới cần đẹp nha đẹp mắm cây đẹp mới can không mới luôn nè cây mới tinh cái này mã cho anh em là 63 nha nặng 561 gam gọn 2 ly 6 góc của nó là 9,6 nè gì đúng không 29,6 nè là 30 nè góc 30 63 giá 400 giảm cho nên còn 350 rưỡi 63 350. rưỡi 64 này. 64 cây này cây cần đai hoa nè. Đai hoa nha. Bát tu dế Cây độ cứng 25 4,2 thôi. Đai hoa. Chất liệu cần nó là carbon, à, chất liệu cần là phép nha anh em. cứng 25 thôi. Ngoại hình đẹp, mới cây còn đẹp khoảng tám mươi trăm tám mươi trăm nó vẫn có những cái dấu chày dày chày, chày nhưng không đáng kể đâu đẹp khoảng tám mươi trăm nha anh em cây này mã số nó xăm bốn nha xăm bốn nặng của nó năm trăm bốn mươi ba gram ngọn của nó là hai đi hai góc hai mươi bảy sáu mươi bốn giá ba trăm rưỡi nha xăm bốn giá ba trăm rưỡi sáu lăm sáu mươi lăm nha anh em ba tập vu 7 bảy dài bốn mét rưỡi thôi cái này xe đam anh em xe đi mít nha khoan Guzzi bát Guzzi độ cứng 25 bốn mét rưỡi thôi chất liệu phép quay hình đẹp mới Ồ, này dính uh, cái này nó nó bị dính sơn anh em cái sơn màu cam á bệnh nhật nó sơn cái này về vệ sinh nó ra cái này anh uh, em nói chung chùi nó lấy cái xăng dầu chùi nó ra anh em Ừ. Rồi, nó cũng gian nó cũng vẽ đây. Nó vẽ đây. Rồi nãy em có điện thoại nha anh em. Đó, cái này nói chung là còn đẹp lắm. Cái này mã cho anh em là 65 nha. Nặng 550 g, gọn 2 ly 7 góc 28 nè. 65 giá 350 nha. 65 giá 350. Đây 66 này cần ly anh em. Cần ly chất liệu phíp. Bát nó bát nhôm như hình nè. Ừ, bát đẹp ghê cho. Chân máy anh em kẹp nè, anh em thấy cái chân nè. Đâu ta chống ừ. đây 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 nè anh em thấy có cái cái lỗ không để gắn chân máy nè gắn như cái chân đây ở đây nó cũng có cái lỗ nè có kẹp chân máy vô nha anh em dặn lại đây. Okay này lại thôi ok cho cây này dài cũng cần hai mét mốt anh em cứng bốn năm hãng sa kết bia anh em chất liệu phép nha chất liệu phép cận chung khá đẹp á cái này mã cho anh em là 66 nha đó nặng 90 g ngọn 1 ly 8 góc 9 ly cây này ngọn mềm nha cây này cần ly câu suối nha ngọn mềm ngọn dịu á cái này bán cho anh em 330 giảm cho anh em còn 250 thôi 66 giá 250 rồi tới 67 nè 67 là cần hai khúc cây này dành cho anh em cầu ai đa nè cái ngọn này cái ngọn ngắn hơn cái góc nè đây ngắn hơn góc dài mét hai ngọn cần carbon nha anh em dài mét hai nha đây mét hai đây mét hai nha anh em cái này chất liệu carbon chín phần trăm cán này cán 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 gỗ cây dành cho anh em câu akada nè akada ừ. câu cảm giác anh em câu cảm giác rồi cái này mã 67 nè Nặng 242 g ngọn 0.9 đi góc 4 41 nha Giá cái này 67 này 280 giảm 200 thôi 67 giá 200 Cho qua carbon nè Cái này cũng carbon nha anh em 68 này cần Gamakasu nè được cứng 56 nè Chứ cần quà hình xấu nha Khoan bác Fuji Cái này quà hình xấu thôi Quà hình chày nhiều Quà hình chày nhiều nha anh em Quà hình chày nhiều nói chung là chỉ lóng gốc nó hơi cũ nè còn mấy lóng trồng khá là ngon mấy lóng trồng khá là ngon lóng gốc hơi cũ thôi hơi cũ và cái mã nó là xa 68 nha nặng 303 gram ngọn 1 đi tư góc 21 68 giá 400 rưỡi <laughs> 68 bán 400 rưỡi nha nè à, 69 nè 69 này cây cần ta cần iso nhỏ nè Ba gì V6 Đồ cứng 1.55m3 thôi Cái này mắt in sao nha anh em Cái chữ mắt in sao đấy luôn Cái này zoom hai chế độ nè Có zoom nữa nè Nắp đó, anh em muốn câu 5 m 3 thì cứ kéo thẳng vậy à. còn không muốn câu thì lại cái này hoàn hình thì chúng cũng có chạy anh em cây còn đạt khoảng 70 trăm thôi được con chế độ zoom mấy ừ, cái lóng trồng đẹp cái lóng hài lóng cây gốc nó hơi chạy xấu thôi độ cứng 1.5 còn ở trong mấy lấm trong quá đẹp luôn em mới ngọn đây <laughs> ngọn ba khoe alo nha anh em rồi cây này mã cho anh em là 69 69 nè nặng 192 g ngọn 1 ly 3 góc 18 17 69 giá 500 69 giá 500 nha và tới số 70 nè đi sâu căn nhỏ nè bá tu dê này câu tay chở máy anh em Hãng đây qua nè đầu cứng 2 5 4 thôi này carbon mono carbon nha anh em đầu cứng 2 5 4 thôi khoan Fuji dê cây còn đẹp khoảng trên dưới trên dưới 80 trăm đẹp trên dưới 80 nè mới ờ, đẹp trên dưới 80 trăm thôi ừ. ngọn ba khoe alo <laughs> rồi cây này mã cho anh em 70 nè nặng 290g ngọn 0.9 ly góc 21 70 giá 450 nha bảy mươi g bốn trăm rưỡi 71 này bảy mốt này là cần Olympic nè cần iso cây nhỏ máy in korea nè bát 6 sáu nha bát với sáu cây độ cứng 14 bốn m ừ. rưỡi cây carbon hai gia anh em cây này nói chung ngoại hình hơi cũ một tí được cái carbon hay da giá rẻ cho anh em còn chơi cây cây lông thứ hai anh em cái lông thứ hai nè kéo ra nó hơi bị rít rít thì kéo mạnh ra cái nữa nha kéo ra nè kéo ra tới đây nó hơi kích rít nè kéo mạnh ra tới nữa nói chung nó hơi chày chày tí nha nè cây này nếu mà nó quyên á thì thì em bán cái này rồi phải tầm bảy trăm rưỡi nhưng mà cái này nó bị lọ sơ sơ vài cái chỗ đó thì bán cho anh em bốn trăm rưỡi Bốn trăm rưỡi rồi Cái này mã cho anh em là 71 nha Nặng 168 gram, ngọt 0.8 ly, gốc mưa 17 71 giá bốn trăm rưỡi Rồi cái nắp em có nắp Rồi 71 giá bốn trăm rưỡi nha Tên 72 là cần hai khúc nè Hãng ORK chất liệu cần nó cấp bon anh em Carbon khoan hãng bát hãng, à, chất liệu cần carbon khoan hãng bát hãng nha. Có thể chữ carbon đây luôn nha anh em. Cái này độ cứng ba mươi thôi. Độ cứng ba mươi hai Cần nguyên bản chưa hư chưa gãy chưa sửa chữa. Độ cứng 30 dành cho anh em câu bè, câu bè câu cá nhỏ câu nói chung là câu câu cá tầm trung nè cá tầm khoảng 4-5 kg ok còn cái này câu cá chục kg quay đầu cũng những bình thường chứ nên cách em anh em câu thôi nha câu câu tốt thì dòng tốt thì cá lớn được nha anh em cái này mã cho anh em 72 nè nặng 276 g ngọn 1 đi 9 góc 14 cái này 72 giá 450 thôi 72 450 nha Đấy 73 nè đi sâu khoan nhỏ bát vui dây 6 cây này mắt in Việt Nam anh em cây này đai qua rồi lên đầu cứng 1.55m3 đẹp lắm cây này mới tinh nè à. ừ. đầu cứng 1.55m3 thôi cần đẹp nha đây khoan Vuji, bá tu cây dòng đời cao nè cây đẹp trên dưới 90 trăm đẹp trên dưới 90 trăm anh em mới ngọn đây ba ba khoen một alo nha cây này ngon em anh em đừng nghĩ mất in Việt Nam là hàng rẻ tiền nha mấy cái này giá nếu mà mua thực tế giá nó cũng cao đó nè chứ không rẻ đâu tầm bốn năm triệu một cây này á cái này mã cho anh em 73 nè nặng 203 trăm ba gam ngọn một đi tư góc 19 chín nè 73 giá giá 500 thôi. 500k. T74 ISO căn nhỏ hãng Daiwa. Bass đây. Độ cứng 1.5 5m3, cây này carbon hay giá sống nha. Cây này thì nó bị gãy ngọn anh em. Gãy ngọn đây. Ừ, ngọn ba khoan alo nè cái ngọn nó gãy nó còn quá to nè ừ, cái này thấy anh em thấy rõ rồi. Đó cây này thêm em gãy thì nó gãy chắc cỡ tầm uh, 20 sen 22 mấy sen đó em báo với em là cây này gãy khoảng 22 mấy sen đó <laughs> cây này nó 5 m 3 thì còn khoảng 5 m thôi mà chất liệu carbon hai gia nha anh em rồi cứng 1.5 thì cái này cứng là lên cứng cứng số 3 số 4 luôn rồi đó thì nó, nó gãy anh em nó gãy thì cái đầu cứng nó tăng thì nó được cứng 1.5 thì cái này giờ nó cứng lên tới cứng số 3 số 4 luôn á cái này mã 74 nè Nặng 209 g 204 g Ngọn 1 đi 9 góc 17 Giá cái này 450 nha 74 giá 450 Ừ. Ừ. 75 anh em 75 này cần xúc lỡ nha và 2 7 thôi ở đây nó dính nó, nó, giờ nó đèn nè nó đèn chỗ này carbon bát vui với 6 nha khoan Guji bát Guji đầu cứng cái này tương đương là 20 thôi 20 h7 uh, cái này đánh lua được <laughs> cái này lua được nha lua được lua lăng xê đó câu bè đó cái mã 75 nè nặng 147 g còn 2 ly 3 góc 16 giá này 450 trăm giảm còn 400 thôi à, 75 400 tới 76 ISO khoan nhỏ nha, câu tay chậu máy nè. Khoe bass của nó Fuji FS6 nha nè, bass Fuji FS6 đầu cứng 35m4 thôi. Hãng đồ Marine nha. Đầu cứng 35m4 hãng đồ Marine. Khoan bass Fuji nha. Khoan bass Fuji chất liệu cần nó là carbon em à. Chất liệu cần nó là carbon nha. Đầu cứng qua này nó ok anh em. Cứng 35m4 quay hình đẹp cây trời cây này mới tinh luôn cây này mới lắm cây này anh em mua không không cần lăn tăng gì quá quay hình chỉ thích là lấy thôi đó em tiếng báo với anh em vậy luôn á thích anh em lấy thôi không cần lăn tăng quay hình luôn mới đẹp can cây này tem uh, muri iso gì nè độ cứng ba năm bốn nè hãng roma màu maria nha anh em cái này mã số của nó 76 nha nặng 302 trăm lẻ hai gram ngọn một đi gửi góc hai góc hai 76 giá 450 nha 76 này bán cho anh em 450 000 tới 77 nè 77 ISO khoan nhỏ luôn hãng Daiwa qua nha anh em Bát Fuji Bát 7 Cây cầu tay chợ máy nè Carbon mono nha Mono Carbon mono Cây này độ cứng 2,48 Mấy cây carbon mono đánh ngon Phối dày khoan Fuji, bát Fuji anh em khoan bát Fuji chất liệu cần đó là carbon mono đó đẹp chưa cây còn đẹp khoảng trên dưới tám năm trăm đẹp trên dưới tám năm trăm khá là ngon ngọn đây ba khoan alo anh em mới cây nói chung còn rất mới á. còn rất mới ở cái này mã cho em 77 nha nặng 197 gam ngọn 0.9 ly góc 17 8 77 giá 500 77 này bán cho em 500 ngàn nha 77 giá 500k Rồi tới 78 78 cái này cây cần ISO mà hư khoan anh em giờ anh em xả tay nha Nào, hư cái khoan ngọn rồi. về xả làm gần tay cái này dài 3 mét thôi đầu cứng 2 3 mét khoan bát hãng ừ. cây này xả tay để em coi gút tay cứng vậy cái này nếu mà xả tay cứng khoảng 5 h anh em tháo hết khoan ra xả tay cứng khoảng 5 h ừ. cứng khoảng 5 h anh em Ừ cái này, này mã cho anh em 78 nha nặng 123g ngọn 0.8 ly góc 14,5 78 với 250 nha cây này em bán 300 này giảm 250 tới 79 nè cây này cây cần ISO khoan nhỏ này. câu tay chợ máy và hai m tư thôi bát Fuji với 6 hãng Nissin cây mấy cây nhỏ nhỏ nhưng mà cây này được cái là nữa anh em đít mức đắp đít nha đây nó có nắp đít anh em mức rồi mức đắp đít này. anh em về độ đắp đít lại cây này bán rẻ cho anh em chơi nói chung mức đắp đít thì em không có đắp đít em thay thì em bán rẻ cho anh em nha anh em chứ có lắp đích em thai và em bán giá cao hơn nhưng mà nắp đích đó thì nói chung cũng chả ảnh hưởng đâu anh em ơi ở đầu dài 27 thôi à, bây giờ 24 thôi Cái này cứng cứng ba cứng 3 và 24 anh em của hình đẹp cứng số 3 và 24 rồi Cái này mã cho nên là 79 à. nặng 90 nặng 89g 1 đi 2 góc 97 à. 79 giá 450 giảm còn bớt cho anh em 79 giá 350 nha Để mà số 80 nè Đi sâu khoan nhỏ cầu tay chợ máy nè Dài 5m2 thôi Bá tu di với 6 nha Thông số đây thì mờ hết rồi Nó không thấy rõ thông số nè em ơi Không thấy rõ cái thông số nha em coi nó còn nó có nó nó còn vài cái chữ nó thấy còn thấy vài cái chữ đây mà nhìn kỹ thấy anh em thấy không à. nói chung nó mờ nó mờ không mờ cái chữ đó giờ em muốn thấy cái chiều dài bao nhiêu luôn. Quen Fuji cây này thì dài uh... yeah, này một á, là anh em về xả tay hai á, là câu ISO luôn nhưng mà câu ISO thì phải uh, anh, anh em lấy là dính keo thôi dính keo này thì em sẽ thay đầu bu cái này đầu bu nó bị hư rồi nè em sai đầu bu cho anh em em uh, em gửi nha nói chung chất lượng phôi cần cái này nói chung hơi cũ một tí đạt khoảng 70 phần trăm thôi nó có vài cái lóng nó cũng hơi bị khô với keo dán lấy anh em lấy thì em sẽ dán lại nha anh em dán cái khoang lại thôi cái đó rất là dễ nha anh em còn lóng liếc thì bao anh em là hoàn thiện không lỗi còn anh em mà về mấy cái này mà xả tay thì khỏi cần làm báo em khỏi cần làm khoang thì về anh em tự tự tháo khoang ra anh em xả làm gần tay luôn ok chưa cái này bán giá rẻ cho anh em nè. Cái này mã số 80 nè. Nặng 273 gram ngọn 1 đi 9 góc 19,7. Giá cái này cho anh em 300 ngàn thôi. Mã số 80 nha. Rồi anh em nào mua cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.